Thật đáng thương, Humpty Dumpty, anh ấy luôn bị ngã. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Mười bạn trên giường và một băng lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Chín, chín. Và trên băng trên giường và một băng lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Tám, tám. Có tám bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bảy, bảy. Có bảy bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Sáu, sáu. Có sáu bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Năm, năm. Có năm bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bốn, bốn. Có bốn bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ba, ba. Có ba bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Hai, hai. Có hai bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Một, một. Có một bàn trên giường và bàn lại lát to. Chúc ngủ ngon. Bạn có biết gì về Halloween không? Hãy để tôi giải thích cho bạn trong một bài hát. Đó là ngày Halloween, điều đó có nghĩa là chi? Người ta nói lừa hay lọc, một số ở nhà và ăn. Cho đó là một câu chuyện gửi lời chúc trên email. Nhưng sự thật là gì khác? Là ngày của các thây ma. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay, phù thủy thì họ thích bơi, các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Bạn không tin tôi ư? Hãy nghe này. Vài người lớn và trẻ em nhận bài học từ mẹ của họ, trong cách gõ cánh cửa to và nhiều hơn nữa. Họ không biết những khung dệt, cách ăn mặc và trang phục, đang bị lừa ra khỏi phòng, chạy thẳng đến nơi cái chết. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay, phù thủy thì họ thích bơi,
các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Nếu bạn nghĩ rằng đó là tất cả những gì xảy ra, chờ đợi cho đến khi bạn nghe thấy điều này. Có những người họ là ai đã sử dụng Halloween, không chỉ vào mình bạn đâu mà cả bố và mẹ bạn. Câu chuyện có cùng âm thanh khiến cho bạn sợ rung lên, hát những bài hát đáng sợ chỉ cần thế này. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay, phù thủy thì họ thích bơi, các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Đó là Halloween cho bạn. Bạn hiểu rồi chứ? Trang phục chúng tôi đi về một nơi đáng sợ, ra từ phòng chúng tôi, gõ cửa từ nhà hàng xóm, hay gõ thật là nhiều, nhìn vào khuôn mặt của họ khi mọi người vừa mở cửa ra. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, lọc hay lừa. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, không nên lọc lừa. Bạn sẽ là zombie, tôi sẽ là quái vật, hoặc là một cowboy, tâm hồn cũng là tôi. Có cửa từ nhà hàng xóm, hay gõ thật là nhiều, nhìn vào khuôn mắt của họ khi mọi người vừa mở cửa ra. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, lọc hay lừa. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, không nên lọc lừa. Chúng ta cần kéo ngọt thật nhiều, thật là nhiều. Chúng ta làm video đó,
giải thưởng đang chờ chúng ta. Gõ cửa từ nhà hàng sớm hay gõ thật là nhiều, nhìn vào khuôn mặt của họ khi mọi người vừa mở cửa ra. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lộng, lộng hay lừa. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lộng, không nên lộng lừa. Hãy để tôi dạy cho bạn làm thế nào để làm món súp phù thủy. Các cánh của con cá và vây của con ruồi, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Cái lưới của con cù một ít con xa rồng, quay nó, đun nó, ngươi nó, liếm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào. Súp của phù thủy thật dễ dàng khi bạn biết làm thế nào. Chỉ cần có được tất cả các thành phần. Các trứng bay của con chuột vào màu của đêm, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thay nó. Các răng của bụng tôi trước thì bị nó cắn, quay nó, đun nó, người nó, liếm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào. Súp của phù thủy. À, và đừng quên cái thành phần cuối cùng, nó là quan trọng nhất. Một chút nắng mặt trời và bông của mặt trăng, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Một số đầy sao trời và quay nó bằng thìa, quay nó, đun nó, ngửi nó, liếm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, trôn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, trôn lên nào. Súp của phù thủy. Bạn đã có nó, súp của phù thủy. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đó là Halloween. Và đó là đèn bí ngô. Bạn có nhận ra anh ấy không? So với một đêm không trăng chút ánh sáng tỏa bóng khu rừng kia, họ đuôi lũ rơi bay đi thật xa, bay thật là nhanh. Ở đây những chiếc đèn bì ngô tỏa sáng và khiến cho bạn ngạc nhiên. Nếu lần đầu tiên bạn nhận ra chúng có qua Halloween này, hãy thử lại lần nữa. Bạn có thể nhận ra đèn bí ngô ngay bây giờ không? Bay lên trên ngôi nhà mà bạn thấy bí ngô tất cả hình dáng, có mắt và miệng trong số của họ, trông chung như có sự sống. Ở đây những chiếc đèn bì ngô tỏa sáng và khiến cho bạn ngạc nhiên. Nếu lần đầu tiên bạn nhận ra chúng có qua Halloween này. Thật sự không dễ dàng để nhận ra đèn bí ngô phải không? Hãy cho chúng thử nhiều hơn. Ở đó có đủ bông ma và quỷ, chúng nó nhăn và nhỏ. Trong số của họ luôn có nụ cười chuột ánh sáng lẻ loi. Ở đây những chiếc đèn bì ngô tỏa sáng và khiến cho bạn ngạc nhiên. Nếu lần đầu tiên bạn nhận ra chúng có qua Halloween này. Bạn đã nhận ra đèn bí ngô chưa?
Hay ông ấy nhận ra bạn trước?